Chúng ta hôm nay sẽ đi thưởng thức cái món ăn tại khu phố ẩm thực tại phường 17 quận Gò Vấp nha các bạn. Chúng ta đang trên đường Lê Thị Hồng, phường 17 quận Gò Vấp. Hôm nay chúng ta sẽ cùng thưởng thức cái món bánh canh cá lóc đang rất hot tại khu vực Gò Vấp thế này. Bánh canh cá lóc đường Đô La 1 chi nhánh 9. Rất là ngon, rất là được nhiều người yêu quán, thì quán cũng đang có khách cũng rất là đông rồi. Rất đông. Đây là toàn cảnh quán bánh canh cá lóc đường Đô La 1 tại Gò Vấp. Đây là bếp. Chính sẽ được phụ bếp đem ra đổ vào tô thế này, và một người sẽ bỏ thêm rau ra hành hành sắc hạt lựu và cả thịt cá lóc được phi lê chiên chín sẵn. Thịt cá lóc được đang vào bỏ vào trong các tô bánh canh cá lóc tại quán bánh canh cá lóc đường Đô La. Nhân viên sẽ dùng một cái kẹp để tách những cái thớ thịt cá lóc vào bỏ vào trong cái tô bánh canh cá lóc cho khách. Cái này là cá lóc gì em? Đầu cá hả? Cá lóc quá. Một cái đầu này thì bao nhiêu tiền em ha? 37 ngàn. 37 ngàn là một cái đầu này. Một tô bánh canh đầu cá lóc có giá là 37 ngàn. Một cái đầu rất là nhiều thịt, rất là to. Cúc và chả này để ăn kèm với bánh canh. Tôi khi đợi bánh canh. Một cái dĩa này, một phần này thì bao nhiêu tiền em? 22 ngàn. 22 ngàn hả? Ở đây đây là gia vị cá lóc và đầu cá lóc hoặc là lòng cá lóc. Đây là cá ngừ này. Bên này là cá lóc được chiên vàng, bên này là đầu cá lóc to nè, rồi đây là lòng cá lóc, hành đây được hai mẫu là hành cá lóc, đây là đầu cá lóc và thịt cá lóc được phi lê được làm chín sẵn đây, được lọc xương. Khi mà được lọc và xương ra hết rồi thì sẽ bỏ lên bếp dầu chiên. Cá lóc nó sẽ ra như thế này. Khỏi bị bể thịt. Cá lóc tươi.
Ở bên đây là rau sống để ăn kèm với lại bánh canh cá lóc đấy. Được cô phụ đang xếp bên dĩa rất là nhiều. Đây là cải non. Cải với lại cải ngọt non mầm. Với lại giá thôi. Đó là đơn giản để ăn kèm với bánh canh. Thì sẽ được kèm thêm lát chanh được sắc. Hai lát chanh được sắc. Bên này sẽ là cái bếp nấu cái cọng bánh canh. Đây bánh canh bột gạo được quán làm sẵn theo công thức của quán hoặc là bún. Thì ở đây chỉ có món bún và món bánh canh thôi, sẽ được nấu chín bên này bằng cái bếp điện. Thì khi nấu chín bên thế này sẽ được đổ ra tô. Tô để sẵn. Nhân viên sẽ đổ ra tô và thêm hành, gia vị vào và thịt cá lóc vào. Đó, sẽ bỏ gia vị là rau hành được sắc mỏng, thái mỏng. Và sau đó sẽ tách thịt cá lóc ra và bỏ vào trong tô cho khách. Nhìn rất là hấp dẫn, rất là ngon. Rất là nhiều gia vị. Đây, nhân viên đầu bếp của quán Cường Đô La đang múc cái nước bánh canh cho vào nồi và bỏ lên bếp điện để nấu. Đây anh sẽ dùng tay để sắt để cắt cái bánh canh bột gạo ra, bỏ nồi để nấu riêng. Thì nếu mà không ăn bánh canh mình sẽ ăn bún nha các bạn. Đây. Và trong kia sẽ là cái bếp để anh chiên cá lóc chín vàng lên. Bên này là những gia vị được để sẵn để nhân viên phụ bếp bên này có thể lấy thịt cá lóc hoặc là đầu cá hoặc là cá ngừ hoặc là lòng cá cho vào tô để mang về cho khách một cách nhanh chóng nhất. Bánh canh cá ngừ phải không em? Rồi. Bánh canh được nấu chín đổ ra tô. Sau đó sẽ là phần thêm hành tây và hành sát hạt lựu mỏng. Đây là cái nồi cá ngừ. Đây là cái nồi cá ngừ nãy giờ chúng ta thấy đây. Bếp sẽ dớp cho chúng ta thấy. Đây, đuôi và cả cái khoan bụng của cá ngừ. Thầy nhân viên sẽ lấy cá ngừ. Dùng cái kẹp để tách thịt ra. Giống như là tách cá lóc vậy nhưng mà đây là cá ngừ. Và được anh đầu bếp để tách ra bỏ tô bánh canh cho khách. Đây là bánh canh cá ngừ nha các bạn. Rồi xong rồi, rồi sẽ bê ra bàn cho khách. Nhân viên mang ra cho khách. Bắt được cái ghế
gọi chưa đầy 30 giây đã có tô bánh canh to thật là nóng hổi, thật là ngon để ăn rồi các bạn. Giá dao động từ 30 tới 42 ngàn thôi. Đầu cá thì 37 ngàn. Và những cái nước ngọt, nước suối hoặc trà đá thân lạnh thì có 1-2 ngàn thôi. Rất là rẻ, rất là phải chăng nha các bạn. Chị ơi, cho em hỏi là chị ăn ở đây lâu chưa ạ? Lâu à? Khoảng bao lâu ạ? Nửa năm. Chị ăn bánh canh ở đây so với bánh canh cá lóc chỗ khác thì chị thấy như thế nào? Thấy cái vị nó ngon, nó đậm đà. Thì ở đây cái tô bánh canh chị thấy có nhiều thịt không ạ? Nhiều, rất là nhiều luôn. Chị thấy cái giá tô bánh canh đây thế nào? Giá so với bánh canh bình dân ạ. Chị nhà xa đây không ạ? Chị gần ở đây. Một tuần thì ghé mát bao nhiêu lần? Tuần nào là cũng ghé, tuần là đi với bạn bè, hôm nay là bạn bè đi làm cho nên là đi một lần. Rồi em cảm ơn chị nhiều ạ. Đây là những cái phần được bỏ thịt cá lóc còn những gia vị sẵn để cho khách có thể gọi mang về một cách nhanh nhất. Thì bên trong sẽ là bếp nấu, được bầu đầu bếp nấu cá lóc, và ở đây sẽ phần đem về. Ở đây là rau cùng với nước chấm và ớt để khách có thể mua mang về một cách nhanh nhất. Nhân viên đang bỏ những cái bì thịt cá lóc và bì bún để mang về cho khách. Cái này là nước để riêng, cái hộp này nước để riêng này, và cái bì này là cái bì cá lóc được hộp riêng. Đây là bún để riêng này các bạn, về nấu riêng nha, chứ bỏ ở đây thì về nó sẽ chín mềm mà bà chả có đó. Đây, nhân viên chuẩn bị để khách mang về. Ở đây nhân viên rất là trẻ, rất là sinh viên đây. Mỗi từng được bỏ riêng từng phần cho khách dễ nấu và dễ ăn tại nhà. Thành món bánh canh cá lóc thật là ngon, thật là nổi tiếng tại đây. Thì quán Cường Đô La 1 tại cơ sở Gò Vấp có thêm một món gọi là nước tắc cherry. Tắc nguyên liệu 100% từ thiên nhiên của Nuchilai. Đây đầu bếp sẽ cùng làm một cái món tắc cherry
rất là nổi tiếng. Một cái ca to thế này chỉ có giá là 15 ngàn thôi, rất là ngon, rất là được ưa chuộng tại quán bánh canh Cường Lan. Nước đường và các thành phần của món nước uống đang hot rất là ngon, rửa chuồng chị cho vào trong cái can, thêm đá vào. Một miếng chanh mỏng sắc lát sẽ được chị cho vào. Hai miếng tắc cùng ống hút. Đây, đây là cái món tắc cherry nước uống đây. Đây là cái nguyên liệu của công ty NutriLife, chị lấy để làm cái món thức uống ngon và an toàn, rất là được ưa chuộng tại đây. Và tại quán cũng có rất là nhiều hũ mận mơ và sấu được ngâm để cho những thực khách có thể ghiền cái món nước mận, nước mơ, nước sấu này. Thì hũ nhỏ sẽ là 150 ngàn, và cái loại lớn là bình lớn sẽ là 500 ngàn một hũ nha các bạn. Được pha thêm công thức riêng được chị để lại cho người quen và bán rất là giá rất là phải chăng. Mới vừa tan tầm, vừa trời vừa sắp tối mà khách ra lai vào ra quán cũng rất là nhiều rồi. Đi ở trong này nó khách cũng ngồi lai lai rồi. Và nhân viên chuẩn bị, khách vừa vào là nhân viên cũng bị xô, phối hợp rất là nhanh, rất là lẹ. Xôi bánh canh vừa xôi chín là đầu bếp đổ vào tô lên cho khách. Phía trong là đầu bếp lấy nước nhân, nước súp của món bánh canh được chứa trong hai cái nồi to ở phía góc bếp kia. Và nhân viên đang đổ bánh canh vào trong các phần mang về. Bên này là tô khách đang tại quán, đổ vào xong rồi, còn thiếu một tí thì chờ cái nồi kia sôi. Ở bên này thì nhân viên này đang làm những cái tô để mang ra bàn cho khách. Anh dùng cái gấp để gấp từng cái thịt, để coi cái sót cái xương cá nào để khách có thể dễ dàng ăn. Cái này nhân viên đang đóng hộp cho khách, một tô bánh canh được chứa trong những cái hộp này. Sau đó anh sẽ lấy rau và gia vị để sẵn bên này, và khách đang chờ để mang về đây.